Xin chào anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Lời đầu tiên, Biển Xanh xin kính chúc toàn thể quý anh chị, quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trong video này được gặp lại quý anh chị thì trong lòng Biển Xanh rất là vui. Và nếu đây là lần đầu tiên quý anh chị đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh thì hãy nhấn đăng ký kênh và nhấp vào chiếc chuông góc phải màn hình để tiện theo dõi những video mà Biển Xanh cung cấp để mình có thể đầu tư sinh lời hoặc là an cư lập nghiệp sớm hơn một chút quý anh chị nhé. Và hôm nay thì Biển Xanh vẫn tiếp tục có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km và cách trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km quý anh chị nhé. Và hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị, quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô góc hai mặt tiền quý anh chị nhé. Đây là một lô góc hai mặt tiền. Mặt tiền phía trước của chúng ta là hướng bắc, là ngang 7m, và mặt tiền bên hông của chúng ta chính là hướng đông, dài 14.5 và tổng diện tích trên sổ là 106m2, đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng. Và vị trí này thì nó nằm rất là gần với quỹ đất để xây khu du lịch An Tây Hồ, hồ sinh thái, phố đi bộ quý anh chị nhé. Đây là một vị trí cũng khá là tiềm năng để mình có thể mua xây nhà để ở, an cư lập nghiệp. Một lô góc hai mặt tiền, ngang 7, dài 14.5, tổng diện tích trên sổ là 106m2, và cái này là đất thổ cư 100%, sở hữu lâu dài vĩnh viễn. Và giá của lô này là 1,4 tỷ Việt Nam đồng, là bao sang tên công chứng, đóng thuế phí đăng bộ theo quy định của nhà nước, không phát sinh thêm bất cứ một chi phí nào nữa quý anh chị nhé. Nó dài bằng cái nhà này nè quý anh chị. Đây, vị trí lô góc của chúng ta. Từ cái cây này mình đo sang bên kia là 7m, dài bo cái góc này luôn là 14.5 và tổng diện tích trên sổ của lô góc này là 106m2. Một mặt là hướng bắc và một mặt là hướng đông, coi như là hướng đông bắc quý anh chị nhé. Nằm ngay bên cạnh khu du lịch An Tây Hồ, rộng 15 hecta. Đây là một vị trí khá là tiềm năng để mình có thể sở hữu. Lô đất này thì do anh chủ đất đang cần tiền cho nên là muốn bán nhanh, giá chỉ có 1,4 tỷ Việt Nam đồng, là bao sang tên công chứng, đóng thuế phí đăng bộ theo quy định của nhà nước, không phát sinh thêm bất cứ một chi phí nào nữa. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình, phù hợp với quỹ tài chính của mình đang tìm kiếm thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Trong khu này thì hạ tầng hoàn thiện 100%, nước chúng ta sử dụng là nước sạch và điện là sử dụng của công ty điện lực Đức Hòa, điện nhà nước quý anh chị. Và xung quanh đây thì có cả khá là nhiều các cái cụm và khu công nghiệp lớn như là Nhị Xuân, Xuyên Á, Hoàng Gia, khu công nghiệp Đức Hòa 3, Tân Đô, Tân Đức, Hải Sơn. Chính vì thế mà tập trung một lượng lớn người lao động cũng như là các chuyên gia người nước ngoài về đây để sinh sống và làm việc. Từ đó thì nhu cầu về nhà ở tăng lên khá là cao. Và đặc biệt ở khu vực Đức Hòa, Long An bây giờ thì mở dự án rất là khó. Chính vì thế mà những dự án bây giờ nó mới mở ra nó đã bán với cái giá là 14 đến 15 triệu trên 1m2 rồi. Còn ngược lại ở trong cái khu Cát Tường Phú Sinh thì do trước đây quỹ đất mở ra rất là rộng và do các nhà đầu tư cá nhân người ta mua được giá rẻ và bây giờ thì người ta cần tiền, chính vì thế mà bán ra cái giá nó vẫn còn khá là rẻ, rẻ hơn giá thị trường để nhiều quý anh chị mình đến sau và có thể sở hữu, có thể mua để an cư lập nghiệp, đầu tư sinh lời, và cái giá nó vẫn còn rất là vừa túi tiền quý anh chị nhé. Lô góc hai mặt tiền chỉ có 1,4 tỷ Việt Nam đồng, cho diện tích là ngang 7, dài 14.5, tổng diện tích trên sổ là 106m2, và cái này là sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng quý anh chị nhé. Quý anh chị hãy nhanh tay nhấc máy gọi cho Biển Xanh hoặc là kết bạn Zalo số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi. Kính chúc toàn thể quý anh chị, quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị, quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.